Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em, tất cả anh em tham gia một sự trả lời khảo sát từ sàn Binance các bạn. Thì trả lời khảo sát sàn Binance để nhận quà thì các bạn trước tiên thì các bạn phải có một cái tài khoản và đăng ký và KYC để mình rút tiền các bạn trên sàn Binance này các bạn. Thì bạn click vào phần link này các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ thứ hai thì bạn nhấp vào cái link form này thì đáp án mình có để cho tất cả các bạn hay cho tất cả các bạn. Thì đây có chương trình là cho bạn nào trả lời đúng thì có cơ hội nhận được 10 triệu đồng đó các bạn. Thì các bạn mở link form ra thì đáp án mình đã để dưới phần mô tả cho các bạn đó. Hoặc các bạn join vào kênh Telegram của mình các bạn tìm qua. Tiếp tục thì các bạn điền cái UID của bạn. Cái ID là các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người thì các bạn gặp cái UID có 8 chữ số đó các bạn. Của mình là 383 nè. 00 nè, 254 nè. Đây mình coi lại cái file các bạn. Tiếp tục thì các bạn trả lời câu hỏi các bạn. Thì mình đã sắp xếp câu hỏi cho các bạn chờ xíu các bạn. Câu 1 thì các bạn chọn BNB Smart Channel GL nè các bạn. Thì có ai các bạn? Không ta. Smart Channel. Đúng rồi, câu A. Câu thứ 2 là phi tập trung, các bạn chọn câu A các bạn. Câu B chứ. Đây là sàn giao dịch phi tập trung đúng rồi. Là 21 người xác nhận. Đúng rồi. Thì các bạn dựa theo câu đáp án mình mà để phần link mô tả các bạn trả lời các bạn. Câu số 4 là có nè. Câu số 5 là BNB Smart Chain JPEG 20. Đúng rồi. Và đó phải xem là gì thì các bạn chọn vào BSC Scan. Mấy câu hỏi này khá là dễ luôn các bạn. BNC Smart Chain được ra mắt vào tháng nào? Mới đây là tháng vào tháng 9 nha các bạn. Tháng 9 năm 2020 nha các bạn. Các điện tử sau đây hỗ trợ BNB Smart Chain là chiếc trúc wallet Sophie Bank đúng rồi. BNC Chain tất cả đáp án. Thì câu số 8 thì các bạn chọn các ví lưu trữ. Các ví lưu trữ tất cả các đáp án. Tất cả đáp án các trên các bạn. Ví Smart Wallet thì cũng chứa được nền tảng BNB S20 mà. Dự án nào sau đây không nằm trên BNC Smart Chain? Bankake Swap là mạng BNB nè. Bankake Swap là cũng BNB nè. Chat Swap quá. Đúng rồi. Cái câu hỏi này quá là dễ luôn các bạn. Làm thế nào để có BNB mã tài khoản BNB trên BNC Smart Chain? Rút BNB S20 từ BNC.com đúng nè. Trao đổi BNB S20 trên BNC. Đây, các bạn chọn hai câu đuôi đúng các bạn. Rồi bạn bấm gỡ các bạn. Dạ. Super Chain có hỏi nhận được. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình này góp trả lời khảo sát từ khảo sát nhận thưởng từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc. Các bạn hãy theo clip tiếp theo từ mình nhé.